ngày đến trường là một ngày thật vui. Mỗi ngày đến trường lại thêm bao điều hay mới. Bầu trời tuổi thơ phơi phới, từng lời thầy cô đưa lối, cùng bạn bè vui ca vang chào đón ngày mới. Mái trường chúng mình nhiều thật nhiều tình thương, mái trường chúng mình chờ che bao điều mơ ước. Rồi một ngày mai em lớn và từng đàn chim tung xã Nghĩa Lộ nằm ở cửa ngõ Tây Nam của tỉnh Yên Bái, thị xã bao trùm toàn bộ cánh đồng Mường Lò, là cánh đồng lớn thứ hai của miền núi Tây Bắc Việt Nam. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích nằm trên địa bàn tổ 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Ngôi trường được mang tên nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Quang Bích. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Đức Tuấn, học sinh lớp 8A. Còn mình, Nguyễn Thị Linh Như, học sinh lớp 7A. Mình hãy cùng nhau khám phá những điều thật thú vị về ngôi trường mà mình đang học tập nhé. Đó là trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích. Chúng em rất tự hào được học tập trong một ngôi trường có cơ sở vật chất đầy đủ. Đặc biệt, nơi chúng em đã được học tập và rèn luyện, gắn với biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích với bề dày 26 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế của mình là một trong những trường có chất lượng cao trên địa bàn thị xã. Nhà trường có tổng số 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn tâm huyết với nghề. Với chúng em, trường học là ngôi nhà thứ hai vì nơi đây thầy cô luôn quan tâm, chăm sóc, dìu dắt chúng em trong học tập và rèn luyện. Thầy cô luôn là người truyền đạt kiến thức đến cho các em bằng nhiều hình thức với những hoạt động học tập mang lại nhiều hứng thú cho chúng em tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Là trường học an toàn, vì vậy trong các phòng học với những thiết bị dạy học hiện đại đảm bảo tính an toàn trong học tập. Đặc biệt, trong các tiết học thực hành, chúng em đã được học nhiều điều bổ ích, rèn luyện được các kỹ năng thiết thực thông qua các thí nghiệm và được ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Cảm nhận của em sau khi được làm thí nghiệm thì được tiếp xúc với việc học đi đôi với hành sẽ giúp chúng em nắm chắc bài và ghi nhớ bài lâu hơn so với việc là phải viết quá nhiều vào trong vở ạ. Từ năm học 2019-2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới và cũng như trong nước, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đã ứng phó linh hoạt bằng hình thức dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh theo phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Là một giáo viên đứng lớp thì tôi thấy mỗi một giáo viên cần phải truyền được cảm hứng cho các em học sinh, từ đó giúp các em có thể hứng thú môn học, kích thích sự sáng tạo, phát huy năng lực phẩm chất và giúp các em thấy được mỗi một ngày đến trường là một ngày vui ạ. Ngoài những hoạt động học tập, chúng em còn được tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể bổ ích như trò chơi dân gian, múa xòe, trang trí lớp học, vẽ tranh về chủ đề trường học hạnh phúc, võ nhất nam, thể dục giữa giờ, dân vũ, bóng đá, tổ chức vui Tết Trung Thu, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong trường luôn tạo bầu không khí đoàn kết, thân ái, hạnh phúc, không có bạo lực học đường. Các cô giáo luôn tận tụy với các em học sinh. Trong nhà trường, nhiều bạn là học sinh khuyết tật, trong đó bạn Hoàng Văn Vi là học sinh lớp 8C, rất khó khăn trong việc vận động. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các bạn học sinh và các thầy cô giáo cũng như sự cố gắng của bản thân, bạn luôn vươn lên trong học tập. Với tôi thì ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Bích là nơi mà tôi tin tưởng gửi gắm con học tại trường. Thì tôi thấy là sau mỗi buổi con đi học về thì con vui vẻ, phấn khởi. Nên tôi rất yên tâm khi con tôi được học tại ngôi trường này. Thông qua phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, hướng tới xây dựng cái môi trường giáo dục an toàn, không có bạo lực học đường, thế và không có vi phạm đạo đức nhà giáo, cũng như là những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng của giáo viên và học sinh, để từ đó hướng tới xây dựng cái môi trường được yêu thương, được an toàn, được tôn trọng, để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Là một học sinh của thời đại 4.0, để phát triển toàn diện về học tập, năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống, chúng ta hãy luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương, bên nhau để học, để biết, để làm, để chung sống, để tự khẳng định mình, cùng chung tay xây dựng trường học hạnh phúc với ba tiêu chí: yêu thương, an toàn, mỗi tôn trọng. Mỗi ngày đến trường là một ngày thật vui, ngày thật vui. Mỗi ngày đến trường lại thêm bao điều hay mới, điều hay mới. Bầu trời tuổi thơ phơi phới, từng lời thầy cô đưa lối, cùng bạn bè vui ca vang chào đón ngày mới. Mái trường chúng mình nhiều thật nhiều tình thương, nhiều tình thương. Mái trường chúng mình chờ che bao điều mơ ước, bao điều mơ ước. Rồi một ngày mai em lớn và từng đàn chim tung.